sinh sống lâu đời trên vùng đất huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Đồng bào dân tộc Sao Quần Chẹt nơi đây đã hình thành, lưu giữ một kho tàng văn hóa truyền thống đa dạng và phong phú. Người Sao Quần Chẹt có ngôn ngữ, chữ viết riêng, cùng với phong tục nghi lễ độc đáo được lưu truyền qua nhiều thế hệ, như lễ cúng bản vương, lễ cấp sắc, lễ hội và Tết Nhảy. Tết Nhảy là hoạt động dân gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống tín ngưỡng của người Sao. Theo phong tục, người Sao ăn Tết trước Tết Nguyên Đán khoảng nửa tháng và vui Tết đến hết rằm tháng Giêng. Trong một năm, người Sao Quần Chẹt có nhiều cái Tết như Tết Nguyên Tiêu, Tết Hàn Thực, Tết Đoan Ngọ. Song Tết Nhảy và Tết Nguyên Đán được người Sao chú trọng nhất. Anh có thể cho biết là đối với Tết Nhảy của đồng bào dân tộc Dao ấy thì cái khâu chuẩn bị sẽ phải chuẩn bị những gì ạ? Thì hôm nay là gia đình như là anh em làng xóm đến là chuẩn bị cho công tác đầu tiên, những giấy này, đàn này, cờ. Đấy, để xong để tối nay xong là xong cái phần xong cũng xong là Tết Nhảy là nhảy. Nhưng những bức tranh được treo ở trên đây thì anh có thể cho biết là nó trải qua bao nhiêu năm rồi được không ạ? Tức là cái tranh này dưới 200 năm, trên 100 năm rồi. Rất được một hai ba đời người ta đang làm cái việc này thì người ta thấy là nó cũng là từ lối là nó cũng đã lâu trải qua thời gian rồi, là nó cũng đã có nhưng nó cũng đã đổi màu rồi. Mỗi một hộ gia đình của đồng bào dân tộc Dao mình thường là đều phải có một bộ tranh như này đúng không ạ? Khi mỗi gia đình người ta ra một tổ tiên ấy thì là người ta dựng cái bàn thờ kia thì người ta làm từng bước và làm từng bước cái xong là người ta mới được mời vẽ tranh về như là nếu đây gọi là cái cũ tổ cũ ấy, thì người ta gọi ăn Tết Nhảy. Còn nếu như cái tổ mới người ta làm đến lúc người ta cũng phải mua tranh về khai quang xong người ta ăn Tết Nhảy thì người ta cũng có bước làm cũng như hình như hôm nay. Còn đây của gia đình hôm nay thì là tức là người ta ăn nhiều đời, người ta ăn theo dòng họ đời của họ, tức là gia đình của nhà gia chủ hôm nay là người ta ăn được đời bố của người ta rồi chứ không phải đời người ta nữa. Thế là nó là cái ăn Tết Nhảy này là nó theo nhất là dòng họ. Ví dụ như họ Phùng thì ăn khác, họ Triệu ăn khác, họ Dương Mộc người ta, Dương Liễu người ta ăn khác nhau hoàn toàn. Và nhưng mà cái trong cái Tết Nhảy này, trong cái việc nội dung trong chương trình thì nó giống nhau, cơ bản giống nhau. Theo em quan sát thì trên cái nơi thờ này thì có cả món bánh dày đúng không ạ? Cái bánh dày này thì nó tượng trưng cho điều gì ạ? Tức là của dân tộc này ấy, thì như vậy là cái bánh là cũng Tết là toàn cái mùa vụ này là phải bánh dày. Vâng. Tức là trên kia là cúng tổ bàn như ở mình gọi thường gọi là bàn vương đấy, cái bàn vương. Sau đây là cái cụ gia tiên này, đấy, cái kia là cái bàn tổ. Theo tục lệ của người Sao Quần Chẹt, Tết Nhảy chỉ được tổ chức tại không gian nhà cái, nơi có bàn thờ tổ tiên của dòng họ. Thời gian tổ chức Tết Nhảy chủ yếu vào dịp tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Trong vòng 3 ngày 3 đêm, khoảng cách giữa các lần tổ chức Tết Nhảy tùy thuộc vào lời hứa với tổ tiên của từng gia đình. Có thể 12, 15, 20 hoặc kéo dài tới 30 năm. Như trước đây ấy, thì thường là 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà thời hiện nay thì với những độ này thì là với tinh thần khẩn trương thì nó khoảng là 2 ngày 2 đêm. Cả một cái quá trình và nó theo bài. Và chứ là vâng theo bài theo sách. Cũng là mọi người cầm nhạc cụ nào thổi vâng, thổi cái người thì cái âm dương đủ vậy. Đấy, trong đó là cũng có lễ hội tất cả các cái nó múa nhảy ở trong này. Và cái lễ hội là cầu may, cầu mùa của màng của gia đình. Đấy, tức là mọi người thích khách đến đây là những người đấy khách đến là người ta đến vui nhảy, chung vui với gia đình. Có nghĩa là chia vui vui lấy của gia đình. Mong gia đình là người ta là cũng như là được bình an, công việc đại kết đại lợi.
Tết Nhảy được tổ chức có dân bản chung sức nên được coi như Tết chung của bản làng. Nhằm cúng bản vương, ông tổ người Sao, luyện binh mã để bảo vệ cuộc sống và sinh hoạt lao động sản xuất của gia đình. Trước ngày lễ chính, những người đàn ông Sao vào rừng chặt tre vầu về lập bàn thờ treo tranh. Trên giá treo tranh làm một chiếc sàn để làm nơi đặt các đồ dùng như trống, kèn, đạo cụ, sách cúng, trang phục của thầy cúng. Cái này là mình cứ quấn vào như bác đấy ạ? Quấn vào này. Đây gọi là vàng nén, vàng nén, vàng nén, vàng thỏi. Không, trắng, trắng, trắng. Đây là vàng, còn cái loại này là vàng. Thế thì mỗi một gia đình mà tổ chức cái Tết Nhảy của người Dao mình là bà con cứ sum họp đông vui như thế này để cùng nhau hộ ạ? Đúng rồi. Vâng. Là gia đình có cái công việc này đến thì cũng thông báo với làng xóm là nó khoảng thời gian ngày này đến mời các gia đình là xếp các công việc đến, thứ nhất là đến anh em đến là hộ, nhưng tất cả đây con có đây đến hộ này làm giấy này, đây là công việc, tất cả các công tác này, đây là toàn bộ công tác chuẩn bị, công tác chuẩn bị mỗi người một việc, người đây đây cái đôi là làm giấy này, vâng, còn đây là giấy cuốn, chứ còn giấy này là giấy bình thường, vâng, bởi vì trong cái này là nó để trong cả cái quá trình 2-3 ngày đêm mới đi việc, người ta tán đàn đấy mà. Nó tùy theo từng loại công việc, thì đoạn nào thì người ta đốt đoạn này, đoạn nào thì đốt đoạn này thì bà con đến đây xung vầy coi như là cũng ăn Tết cùng luôn với gia đình. Vâng, vui, vừa lễ hội như gọi là lễ hội đấy, vui vui, vâng vui nhảy múa ở đây. Vâng, coi như ăn Tết luôn đấy ạ. Vâng, ăn Tết của gia đình, ăn Tết của gia đình. Một cái Tết nhảy như này thì chắc là một họ đúng không, một gia đình ví dụ như là có 2-3 anh chị em thì dồn nhau làm vào một cái Tết này đúng không? Người ở đây gọi là ông trưởng họ. Ông giữ bàn tổ này thì ông là chịu trách nhiệm chính. Trong lễ Tết Nhảy, người Dao quần chẹt chuẩn bị rất nhiều loại tiền giấy, trong đó có hai loại tiền chính là tiền xu và tiền ngựa. Trong lễ Tết Nhảy có 14 nội dung không thể bỏ qua, đó là cúng tất niên, cúng Tết dài, khai đàn lễ, xuất âm binh từ bộ tranh thờ, nhảy múa mừng đón thần thánh về dự, cúng cầu mùa. Lễ chính khai đàn là nghi lễ treo tranh, các thầy cúng mặc trang phục chỉnh tề. Hai thầy chính một tay cầm lệnh bài, một tay cầm quả chuông. Thầy giúp việc bước đến bàn thờ, thổi 3 tiếng tù và báo hiệu cho các thần thánh biết. Trong lễ Tết Nhảy của người Dao quần chẹt, treo 15 tờ tranh to và tranh nhỏ các loại. Tết Nhảy người Dao là lưu truyền lại là ngày xưa các dân tộc người Dao thì họ triệu là hứa cấp sắc một cái làm lớn các trò, còn các họ thì hứa cái cấp cái Tết Nhảy cầu mùa cầu màng. Điệu múa đầu tiên được thể hiện trong buổi lễ là múa xuất quân, sau đó là điệu múa pèo dụ đao, tức là múa kiếm. Hết điệu múa kiếm sẽ chuyển sang múa sao và múa rùa. Các điệu múa này mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng đều có chung mong muốn tổ tiên công nhận cho gia đình đã tổ chức Tết Nhảy, tưởng nhớ công ơn của tổ tiên, các đấng thần linh đã che chở, phù hộ cho bà con có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Các màn múa được lặp lại trong vòng 3 ngày 3 đêm. Mỗi điệu múa được múa 6 lần. Bài nhảy thì có 4 phần. Một là lạ miên, hai là trẻ tụ, ba là giảo banh, bốn là kết thúc. Dựa vào bảo tồn, tức là hàng năm truyền lại lớp trẻ để làm đúng di sản bảo tồn của dân tộc Dao. Tết Nhảy
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa của người Dao Quần Chẹt, giúp con cháu tỏ lòng biết ơn thần thánh, tổ tiên. Tuy là cái Tết của gia đình dòng họ, nhưng đã có sự lan tỏa, trở thành sinh hoạt văn hóa chung của cộng đồng người Dao. Tết nhảy của trước đây với là Tết nhảy bây giờ thì cái việc tổ chức nó có khác nhau nhiều không ạ? Ngày xưa là các cụ là mặc quần trắng, áo chàm với lại đội khăn xếp nhảy thì nó khác hơn. Tôi cũng mong muốn là cái dân tộc của chúng tôi là bảo tồn văn hóa, vừa văn hóa dân tộc này, văn hóa cả xã hội, văn hóa dân tộc là hai cái thứ nó kết hợp với nhau, là song song với nhau. Dân tộc chúng tôi là làm được bước nào là chúng tôi mừng bước đấy mà rất là phấn khởi. Coi như là tâm tư nguyện vọng là bảo tồn văn dân tộc mình. Lễ Tết Nhảy mang giá trị nhân văn, giáo dục con cháu hướng tới cái thiện và gắn kết tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng. Do vậy, vấn đề bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là những nghi lễ của người Dao, được cấp ủy chính quyền địa phương rất quan tâm. Theo quan điểm của đồng bào Dao Quần Chẹt, trong cuộc sống, con người phải trải qua nhiều trắc trở, rủi ro. Vì vậy, hàng năm phải tổ chức nghi lễ khấn trời đất, thần linh, tổ tiên phù hộ, cứu giúp, trừ giải những oan trái bất hạnh, ban cho họ những điều may mắn, hạnh phúc. Bởi vậy, Tết Nhảy là một trong lễ Tết có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người Dao Quần Chẹt trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.